Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình bề trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban mệnh vận trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tuần lễ vàng trong tháng 7 âm lịch 2024, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, được lộc trời ban, vận số cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, giàu sang, an nhàn, sung sướng nhất họ. Tuất là linh vật thứ 11 trong số 12 con giáp. Trời sinh tuổi Nhâm Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Nhâm Tuất nhất định sẽ thực hiện. Tuổi Nhâm Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng, họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Nhâm Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng tập thể, trên đường đi nếu thấy người khác gặp khó khăn, tuổi Nhâm Tuất nhất định sẽ ra tay cứu giúp, họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm những việc có ích cho xã hội. Thế nhưng, đôi khi họ lại bị hiểu lầm là những con người nhiều chuyện, bảo thủ, nếu thấy việc làm của người khác là sai trái, tuổi Nhâm Tuất sẽ không vội vàng trách móc, to tiếng, họ đặt mình vào vị trí của những người khác và suy nghĩ đánh giá, đó thực sự là cách giải quyết rất thông minh, thấu tình đạt lý. Họ sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn, lời tâm sự, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy, tuổi Nhâm Tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý, tin tưởng, trước khi nhận lời giúp đỡ người khác. Tuổi Nhâm Tuất sẽ mất chút thời gian để suy nghĩ cân nhắc, không phải là xem xét đến lợi ích của mình, mà là cân nhắc kỹ lưỡng đối phương, liệu có thực sự cần sự giúp đỡ từ họ, bởi có những người thường ỷ lại, dựa dẫm quá nhiều vào tuổi Nhâm Tuất mà không có tinh thần tự lập. Tuổi Nhâm Tuất sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn, khi thấy kẻ yếu bị chèn ép, bắt nạt, họ thậm chí nổi giận và dạy cho kẻ ngạo nghễ một bài học xương máu. Tuổi Nhâm Tuất khó kiềm chế được cơn nóng giận của mình, nhưng họ không để bụng chuyện gì, cũng không thù hằn bất kỳ ai. Những người này sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Họ kiên định, có lập trường và quan điểm của riêng mình, không dễ gì bị người khác thuyết phục, điều đó đôi khi khiến tuổi Nhâm Tuất trở thành một con người bảo thủ, trì trệ. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Nhâm Tuất đã có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai, họ sớm trưởng thành và rời xa vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, người tuổi Nhâm Tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn, có lẽ đối với họ không có gì quan trọng bằng danh dự và những phẩm chất đáng quý của con người. Bởi vậy, tuổi Nhâm Tuất khi được giao công việc nhiệm vụ nào đó, họ sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Tuổi Nhâm Tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực. Trong vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra tuổi Nhâm Tuất là người sống giàu tình cảm. Chất lượng cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh. Tuổi Nhâm Tuất là những người thích giao tiếp, kết bạn, bởi vậy họ có mối quan hệ xã hội rộng rãi. Người này ít khi có khái niệm kẻ thù vì họ theo chủ nghĩa hòa bình. Nhưng một khi có ai đó cố tình làm tổn hại danh dự của họ và những người thân trong gia đình, tuổi Nhâm Tuất sẵn sàng đáp trả một cách dữ dội. Mọi người xung quanh tin tưởng và khâm phục vào trực giác của tuổi Nhâm Tuất. Trước những khó khăn nguy hiểm, người này luôn đưa ra những lời khuyên chính xác, đúng đắn và những lời cảnh báo cho mọi người đề phòng. Nhờ vào con mắt tinh tế của mình, tuổi Nhâm Tuất có thể phán đoán được tính cách, suy nghĩ của người khác, điều đó giúp họ kết bạn được với những người cùng chung chí hướng, tránh xa những người mưu mô xảo quyệt. Nếu quan sát tuổi Nhâm Tuất khi giao tiếp, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích. Những người này biết cách thu hút, dẫn dắt người khác vào câu chuyện của mình,
họ từ tốn để chỗ cho những sự tinh tế chứ không bao giờ to tiếng, gào thét trước mặt ai đó. Hơn nữa, những lý lẽ mà tuổi Nhâm Tuất đưa ra luôn khiến người khác bị rung động, thuyết phục. Nam giới tuổi Nhâm Tuất nổi tiếng thông minh, sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp bất ngờ, họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm. Những người tuổi Nhâm Tuất luôn hoài bão tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ, chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Một khi làm việc, những người này tập trung cao độ và cố gắng hết mình, chừng nào chưa hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của người tuổi Nhâm Tuất đó là không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Họ có thể nổi giận với đồng nghiệp bất cứ lúc nào, dù cơn nóng giận ấy sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng điều đó đã khiến người khác bị tổn thương. Đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người. Dù có bận rộn đến mấy với công việc, tuổi Nhâm Tuất cũng sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho những người thân xung quanh họ. Trong những lúc khó khăn, chính tình cảm gia đình, bạn bè là nguồn động lực duy nhất tiếp thêm sức mạnh nghị lực cho tuổi Nhâm Tuất vượt qua gian nan, thử thách. Phụ nữ tuổi Nhâm Tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động. Họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành tình nguyện viên giúp đỡ người gặp khó khăn. Cô nàng này rất coi trọng vẻ bề ngoài, bạn sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong bộ dạng luộm thuộm, xấu xí. Họ là những người giỏi giao tiếp, vì vậy phụ nữ tuổi Nhâm Tuất có nhiều bạn bè yêu quý, tin tưởng. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, đúng tháng 7 âm lịch năm 2024. Tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Thiên can Nhâm Thủy, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Nhâm Tuất, âm. Dự báo bản mệnh sẽ có nhiều bước tiến trong công việc hiện tại. Bạn đang có ý định thử thách bản thân ở những vị trí cao hơn, thì đây là cơ hội của bạn rồi đấy nhé. Nguyệt lệnh lâm mộ chủ về an hưởng hạnh phúc, cho thấy những ai làm công việc gia tăng lợi ích cho người khác càng có lợi. Thứ bạn nhận về không chỉ tiền bạc, mà còn là niềm vui của chính mình và của mọi người xung quanh. Tháng này cực kỳ thuận lợi cho những con giáp đam mê nghiên cứu, hướng nội. Họ gây dựng được sự uy tín nhờ thái độ làm việc chăm chỉ và chắc chắn. Người khác cảm thấy hài lòng khi giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho bạn. Tam hội xuất hiện, cho thấy tháng mới là thời điểm tuyệt vời để gia tăng sự gắn kết với mọi người. Nếu có thể, bản mệnh hãy mạnh dạn đề ra những ý kiến mà bạn cảm thấy có ích cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Chi tiết, cụ thể từng phương diện chính như sau. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, ngũ hành tương sinh hứa hẹn thời gian này cũng sẽ là lúc mang lại cho con giáp tuổi Nhâm Tuất vô vàn những ý tưởng kinh doanh độc đáo. Nhưng hãy cẩn thận xem xét tài chính trước khi bắt đầu. Việc cho rằng bản thân luôn đúng sẽ khiến bạn trải qua cảm giác thất vọng và bị tổn thương. Tỷ kiên nhắc nhở bạn đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người, điều này nằm ngoài khả năng của bạn. Trong mọi việc, bạn có thể đưa ra ý kiến, nhưng đừng tham vọng rằng ai cũng phải lắng nghe và làm theo, dù sao họ cũng đang tham khảo ý kiến, quyết định cuối cùng là ở họ mà thôi. Bên cạnh đó, không ít người ghen tị với thành công của bạn nên bắt đầu đặt điều nói xấu, họ thậm chí xoáy sâu vào những lỗi lầm trong quá khứ, nhằm tìm cách hạ bệ hoặc trục lợi từ đó. Người tuổi Nhâm Tuất hãy bình tĩnh để tìm cách đối phó phù hợp với tình huống như thế nhé. Về phương diện tài lộc, tả phù giúp đỡ, chống đỡ lại các hung tinh, nên vận trình tài lộc của con giáp tuổi Nhâm Tuất đã suôn sẻ hơn rất nhiều so với các tháng trước đây. Bạn không chỉ thoát khỏi tình trạng khó khăn mà còn dư giả về các kế hoạch tiết kiệm đầu tư tiền khôn ngoan. Thành quả lao động của người tuổi Nhâm Tuất trong nửa năm qua đã bắt đầu đổ về trong thời gian này. Cửu tử bay về phương Đông Bắc, hứa hẹn mệnh chủ sẽ có cơ hội đón nhận vận may tiền bạc đến với mình. Bạn có thể chẳng cần hao tâm tổn trí quá nhiều mà tiền bạc vẫn đầy tay. Sự thật là con giáp tuổi Nhâm Tuất rất chăm chỉ trong việc tìm kiếm thu nhập mới trong suốt những năm qua, và bây giờ bạn mới biết đâu là hướng đi phù hợp và tốt hơn cho mình. Nhờ biết rút kinh nghiệm mà bạn kiếm tiền thông minh hơn, nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn. Có thể nói thời của bạn đã thực sự tới, do đó hãy tận dụng nó thật hiệu quả. Nếu ai đó muốn thành lập công ty để nhân sức lao động lên gấp nhiều lần, thì nên học thêm cả về quản lý để tránh tình trạng thất thoát tiền bạc. Về phương diện tình cảm, gia đạo,
Xem tử vi tháng 7 năm 2024 của những người mang bản mệnh con giáp Nhâm Tuất 1982, có cuộc sống đang ổn định hơn, giúp bạn có nhiều thời gian cho bản thân hơn trước. Bước sang tuổi 54, mệnh chủ hiểu rất rõ tầm quan trọng của gia đình, họ rất biết cách khéo léo dàn xếp các mâu thuẫn, kết nối các thành viên. Vì lẽ đó, gia đạo của người tuổi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2024 khá bình yên và êm ấm. Về phương diện sức khỏe, Thiên Cầu Hung Tinh dự báo về mối họa liên quan đến thị phi không chỉ khiến con giáp tuổi Nhâm Tuất mất ngủ để xử lý mà việc này còn gây hại cho sức khỏe. Tháng 7 âm lịch khuyên bản mệnh cần biết loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nhất là trước khi đi ngủ thì hãy hoàn toàn thả lỏng, tin rằng ngày mai bạn sẽ nghĩ ra cách để giải quyết. Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Nhâm Tuất âm lịch cho thấy, vì kết quả công việc tốt hơn thì bạn càng cảm thấy say mê và dễ bị cuốn theo đó. Thế nên, tháng này nhắc nhở con giáp tuổi Nhâm Tuất nên dành thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn trong tuần. Nếu bạn biết cách liên tục sạc lại năng lượng, như thế thì đảm bảo đầu óc tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh để duy trì phong độ của mình trong công việc cũng như cuộc sống. Tiếp theo đây là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tuần tới là một tuần rực rỡ đối với người tuổi Nhâm Tuất, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Dù đầu tuần vướng phải cạnh tranh của đồng nghiệp, nhưng sau đó chính ấn và chính quan trợ giúp khiến bạn nhanh chóng khẳng định được khả năng của mình. Tuy nhiên, dù có được trọng dụng đến thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo quá mức, coi thường người khác. Thiên quan khuyên bạn làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, có như thế, bạn mới vừa được mọi người khâm phục và yêu mến. Trên phương diện kinh doanh, sao thiên đức cùng với thiên tài và chính tài phù trợ, khiến tuần này thời cơ làm ăn sẽ đến với những người làm ăn chủ yếu vào cuối tuần. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Đáng tiếc, chuyện tình cảm của người tuổi Nhâm Tuất lại có dấu hiệu xuống dốc trầm trọng trong suốt tuần này. Mâu thuẫn giữa hai bạn không những không được giải quyết mà càng ngày càng sâu sắc hơn. Nếu đôi bên không chịu trò chuyện và thấu hiểu cho nhau, mọi việc sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ. Quý nhân, Dậu, Mùi, tiểu nhân, Tỵ, Mão, màu sắc may mắn, trắng, đỏ, con số phát tài, 24, 66, 88. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới từ ngày mùng 8 đến 15 tháng 7 âm lịch năm 2024 của 12 con giáp, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất có khởi sắc vào đầu tuần, do được chính quan nâng đỡ, nhưng vào những ngày sau đó, mọi chuyện dần dần không được như ý bạn nữa. Có lẽ sự kiêu ngạo quá mức, thường xuyên coi thường người khác của bạn, sẽ đẩy bạn vào vòng rắc rối. Ngược lại, tình hình tài chính lại có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần. Thiên tài và thực thần hỗ trợ sẽ giúp bạn có khả năng đánh giá chính xác tình huống trước mắt để đưa ra những quyết định đầu tư làm ăn phù hợp. Tuy nhiên, bạn chớ nên quá mức tham lam, làm ra những hành động không chính đáng để kiếm tiền. Chuyện tình cảm của bản mệnh không có nhiều dấu hiệu khả quan cho lắm, dù giữa tuần tranh cãi giữa đôi bên có vẻ hòa hoãn, nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Chỉ cần một câu nói vô tình từ một trong hai người là ngọn lửa giận dữ sẽ lại nhanh chóng bùng lên. Bạch Hổ mang lại điềm báo, bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Quý nhân, Tỵ, Mùi, tiểu nhân, Ngọ, Dần, màu sắc may mắn, xanh lá, trắng, con số phát tài, 24, 57, 90. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến 22 tháng 7 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất xuống dốc khá nhiều trong suốt tuần này. Do chịu ảnh hưởng của thiên quan và thương quan nên bạn thường xuyên mâu thuẫn với lãnh đạo. Rất có thể bạn sẽ nói hoặc có hành xử vô tình gây mất lòng cấp trên, từ đó mọi việc chẳng còn được thuận lợi như ý muốn nữa. Người làm nghề tự do hoặc người làm đầu tư kinh doanh có một tuần thu hoạch khá khả quan, bạn có thể tiếp tục hợp tác với những đối tác quen thuộc hoặc mở rộng quy mô làm ăn của mình, tin rằng bạn sẽ nhanh chóng nhận lại được lợi nhuận bước đầu. Sao tử vi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho người tuổi này, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới. Nếu muốn chuyện tình cảm thuận lợi hơn,
bản mệnh cần hạ cái tôi của mình xuống. Bạn không nên bắt người ấy phải xuống nước với mình trong mọi tình huống, nhất là khi bạn mới là người sai, hãy quan tâm hơn đến cảm xúc và suy nghĩ của đối phương. Quý nhân, Hợi, Tỵ, tiểu nhân, Ý, Dậu, màu sắc may mắn, trắng, cam, con số phát tài, 36, 76, 85. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến 30 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tuất có một khởi đầu tuần thuận lợi do được thiên ấn và chính quan chiếu mệnh. Bạn nhanh chóng tìm được cơ hội khẳng định bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn chớ nên lấy đó làm kiêu ngạo, thích làm mọi việc theo ý mình mà không quan tâm đến yêu cầu của cấp trên. Bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, bạn cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Ngũ quỷ hung tinh chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn. Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này. Chuyện làm ăn kinh doanh chủ yếu sẽ thu về lợi nhuận trong khoảng thời gian cuối tuần, có thể bạn phải vượt qua nhiều khó khăn, vất vả để kiếm tiền, nhưng khoản dư giả mà bạn nhận được ắt hẳn sẽ khiến cho bạn rất hài lòng. Tình duyên của bản mệnh tiến triển tích cực vào thời điểm cuối tuần. Gia đạo của con giáp Nhâm Tuất sinh năm 1982 tuy có chút cãi vã, xáo trộn, nhưng nhìn chung cuộc sống gia đình khá hạnh phúc, yên bình và hòa thuận. Quý nhân, Sửu, Thìn, tiểu nhân, Dậu, Dần, màu sắc may mắn, vàng, đen, con số phát tài, 25, 78, 93. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 7 âm lịch. Con giáp được thần tài soi chiếu, tiền ngập lối về, tài lộc tăng mạnh, vận khí cực thịnh. Hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé! Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng này có các tinh tử vi chiếu mệnh, là người đại phú, đại quý, cả đời cơm no, áo ấm chẳng phải lo phiền, người này không có nhiều tham vọng, cũng không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cuộc sống ổn định, an nhàn. Di sản tổ tiên để lại không nhiều, nhưng lại được cha mẹ yêu thương, anh em hết lòng giúp đỡ nên cuộc sống của con giáp này khá thoải mái. Tính tình tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 4 âm, khá hòa nhã, sống chân thành, không phải trải qua sóng gió gì lớn, họ thích nói đạo lý hay tìm tòi học hỏi, có sự tự tin cao. Con giáp này khá hoạt ngôn, biết cách nói chuyện để khiến người khác cảm thấy thoải mái. Nữ mệnh thích hợp nên duyên với người đàn ông, có kinh nghiệm cuộc sống phong phú và cũng hiểu rõ về nhân tình, thế thái. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm là tiết mang trùng, người tuổi Tuất sinh tháng này được đại cát tinh phù trợ, tiền vận tài lộc vượng, hậu vận an nhàn. Đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc, họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ gia đình đã có điều kiện nên cuộc sống khá tốt, trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào. Tuổi Tuất sinh tháng 5 âm lịch, đầu óc linh hoạt, thân thiện, hòa đồng, chân thành với mọi người. Song nhìn từ khía cạnh khác thì đây là người giỏi ăn nói, biết dùng lời nói để nịnh bợ, mua chuộc các mối quan hệ để có lợi cho mình. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm rơi vào tiết Tiểu Thử, xem vận mệnh người tuổi Tuất sinh tháng này có thể thấy đây là người thông minh, cơ trí, có tài ứng biến, song ăn nói thường thiếu suy nghĩ. So với những người khác, bước khởi đầu trong đời của tuổi Nhâm Tuất tháng 6 âm khá thuận lợi, tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ, đề bạt nên được đảm nhận nhiều trọng trách lớn. Dám nghĩ, dám làm, có lý tưởng, có chí hướng, song bản mệnh có thể sẽ đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao, tự đại, không biết sống khiêm nhường. Bản mệnh là người ham xê dịch, thích du lịch, thích sống cuộc sống hào nhoáng, nên chi tiêu thiếu kiểm soát, dễ rơi vào cảnh túng thiếu. Bạn bè tuy nhiều nhưng không mấy thân thiết, con giáp này lòng tự trọng cao nên hiếm khi vay mượn, cũng chẳng tích lũy được nhiều. Nữ mệnh nên lấy chồng tuổi Sửu sinh tháng Giêng hoặc tuổi Tuất sinh tháng 5 âm là tốt nhất. Còn nam mệnh nếu có thể thành gia lập thất với cô gái tuổi Dần sinh tháng 7 âm hoặc tuổi Ngọ sinh tháng Giêng thì sẽ gặp nhiều thuận lợi. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là tiết lập đông, người tuổi Nhâm Tuất tháng có sinh âm lịch này là người thẳng thắn, có tài yêu công việc. Họ không được cha mẹ anh em giúp đỡ nhiều, tổ nghiệp phúc mỏng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Người này có khả năng kiếm tiền tốt nhưng lại không biết cách giữ tiền, giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội tốt, biết phân biệt bạn tốt, bạn xấu là mẫu người hành động. Vận mệnh cuộc đời không đến nỗi nào, từ khi còn trẻ đã thành danh.
Theo tử vi chọn đời nữ mệnh đào hoa cực vượng, đi đến đâu cũng có người yêu, kẻ mến. Song người này dễ bị hiểu lầm là hay lo chuyện bao đồng mà đắc tội với người. Trong cuộc sống hàng ngày, con giáp này rất giản dị, không quá coi trọng vật chất. Tuy nhiên, khí chất hơn người, có thể thấy là người cao sang quyền quý. Đối tượng kết hôn của họ cũng thường là xuất thân từ gia đình danh giá. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuần lễ vàng tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.